Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tiếng Anh lớp 8 của chúng ta. Bài học hôm nay mà cô trò của chúng ta sẽ học tiếp đó là bài 11, Unit 11. Traveling around Vietnam, có nghĩa là đi du lịch vòng Việt Nam. Thì trong bài học này, cô sẽ hướng dẫn các em 3 phần chính. Phần thứ nhất, cô sẽ hướng dẫn các em phần vocabulary, từ vựng. Phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất cả các từ vựng trong bài. Number 2, phần số 2 là phần ngữ pháp, phần grammar. Phần này chúng ta sẽ học về các điểm ngữ pháp cơ bản trọng tâm của bài. Và cuối cùng là phần số 3, number 3, phần exercises. Phần này giúp các em củng cố lại điểm ngữ pháp mà mình mới vừa học các em nhé. Cô sẽ đi phần đầu tiên, phần vocabulary. Các em nên ghi lại các từ vựng và những gì cô giảng vào tập bài học của mình nhé. Đầu tiên cô sẽ có từ ngọt môn rate. Cổng ngọ môn, các em ghi vào tập nhé. Number 2, Nhà Rồng Harbor, bến cảng Nhà Rồng. Number 3, The Temple of Literature, văn miếu. Number 4, Hạ Long Bay, vịnh Hạ Long. Tiếp theo, next. Number 5, crop, vụ mùa. Number 6, water buffalo, con trâu của các bạn nha. 7 is corn. À, corn có nghĩa là trái, trái bắp, trái ngô nha. Tiếp theo, sugar cane, cây mía. Number 9, a 40-minute drive. A 40-minute drive là một chuyến lái xe dài 40 phút nhé. Take a photo, cụm động từ chụp hình. Seaside resort, khu nghỉ mát bãi biển. Oceanic, nào các bạn đọc theo cô, từ này nó hơi khó ha. Oceanic Institute, Oceanic Institute, Viện Hải Dương Học. Và chúng ta sẽ có một tính từ giant. À, to lớn, khổng lồ. Number 14, Upshore Island. Upshore Island, island là đảo các bạn. Upshore, xa, đảo xa bờ. Upshore Island. Number 15, accommodation, chỗ ở. Arrival, à các bạn thấy từ này quen không? Ở đây cái động từ các bạn đã học rồi là arrive. Arrive là động từ đến. Vậy arrival là sự đến hoặc là sự đến nơi. Departure. Departure ở đây cũng vậy. Depart là khởi hành. Như vậy, departure là sự khởi hành. Ha. Number 18, destination, điểm đến. 19, internal, là một tính từ, à, vĩnh cửu, mãi mãi, trường tồn các bạn. À, cái gì mà thuộc về mãi mãi vĩnh cửu, trường tồn.
Và từ thứ 20, waterfall. Water là nước, fall là rơi. Như vậy, waterfall mình sẽ có danh từ thác nước. Tribal, tính từ bộ lạc, thuộc về bộ lạc, bộ tộc. Như vậy, cô sẽ có danh từ là tribe, bộ lạc, bộ tộc. Slope, slope, con dốc. Recognize, recognize, được công nhận, ha, đọc từ công nhận. Heritage, heritage, heritage này là di sản. Như vậy, trong sách các bạn sẽ thấy cái cụm từ người ta ghi là World Heritage Site, di sản thế giới. Cave, cái hang, cái động. Clamstone, đá vôi. Manifestation, manifestation là sự nào, là một cái gì đó nó tráng lệ, lộng lẫy, uy nghi ha các bạn. Low price, low price, giá thấp. Stream, dòng suối. Và cuối cùng chúng ta sẽ có cụm từ UNESCO. Cụm từ này các bạn cũng nghe khá là quen, nhưng mà cô muốn cho các bạn biết từ UNESCO này nó bắt nguồn từ những chữ cái đầu của những từ sau: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Đấy. Các bạn có ghi kịp không nào? Như vậy trong bài 11 này chúng ta sẽ có tất cả là 30 từ vật. Các bạn nhớ ghi vào tập và học ở nhà nhé. Cô sẽ qua phần ngữ pháp. Phần số 2, grammar. Điểm ngữ pháp thứ nhất mà cô muốn giới thiệu với các em là present participle có dạng verb in và past participle có dạng đuôi ed hoặc là verb 3 faces. Cô nhắc lại, đây là một dạng phân từ. Mình sẽ có hai loại, một là hiện tại phân từ, hai là quá khứ phân từ. Như vậy cô sẽ đi trước cái phần hiện tại phân từ, present participle phase, để cho các bạn dễ hiểu thì cô sẽ cho một ví dụ sau. The boy reading a book is bad. Ở đây tại sao cô lại gạch dưới những từ the boy và cụm từ reading a book? Các em thấy có lạ không nào? À, vậy thì cô sẽ ghi chú chức năng của nó ở bên dưới cho các em biết nhé. Đây, the boy là noun. Còn reading a book là cụm hiện tại phân từ, present participle phase. Rõ rõ chưa? Như vậy câu này có nghĩa gì ta? À, câu này sẽ có nghĩa là the boy reading a book is ba. Một cậu con trai đang đọc sách là ba. Ha, cậu con trai nào? Cậu con trai đang đọc sách. Như vậy chúng ta sẽ định nghĩa thế này. Cụm hiện tại phân từ nó sẽ đứng sau danh từ để giải thích, miêu tả cho danh từ đó và bao hàm nghĩa chủ động. Như vậy con thấy trên ví dụ này, the boy reading a book có nghĩa là người con trai này chủ động ha, đọc sách, đúng không các bạn? Như vậy khi các bạn nó mang nghĩa chủ động thì mình sẽ dùng là cụm hiện tại phân từ. Rồi, để rõ hơn với ví dụ này, chúng ta sẽ làm thử một vài ví dụ trong sách giáo khoa ở phần Language Focus, Exercise 1 ở trang 108 nhé. Cô sẽ miêu tả một vài nhân vật trong tranh thế này. Các bạn sẽ nhìn vào tranh
À, cô sẽ tả một người đàn ông. À, the man walking up the stairs is Mr. Wang. Như vậy, cái người đàn ông mà đang bước lên cầu thang là ông Quang. Như vậy, rõ ràng cụm từ walking up the stairs nó giải thích và miêu tả cái nhân vật là danh từ the man. À, và the man này walking có nghĩa là ông chủ động, ông đi lên cầu thang. Đúng không các bạn? Như vậy câu này có nghĩa gì đây? Người đàn ông đang bước lên cầu thang là Mr. Wang. Right. Rồi, cũng tương tự như vậy. Cô sẽ tả một cậu con trai. The boy standing next to Miss Liên is Nam. Như vậy, cậu con trai nào? À, cậu con trai mà đang đứng kế bên Miss Liên là Nam đó. Right. Như vậy, người con trai quá rõ ràng, thực chưa? Nó giải thích cái danh từ đó. Và cuối cùng một câu nữa. The girls playing chess are Nga on the right and Hoa on the left. À, những cô gái mà đang chơi cờ là Nga thì ở bên phải và Hoa thì ở bên bên trái. À, các bạn có hiểu không nào? Các bạn có nắm được cái phần này chưa? Rồi cô qua phần tiếp theo nha. Understand? Right, ok. Rồi, như vậy qua phần số B nhỏ, cô sẽ đi tiếp cho các bạn là phần past participle VED hoặc là V3. Past participle phase. À, cụm quá khứ phân từ. Cũng như vậy, cô sẽ cho các bạn một ví dụ. The old lamp made in China is $5. The old lamp ở đây là cũng là danh từ và made in China ở đây của cô sẽ là past participle phase. Nó giống bên kia không nè? À. Như vậy, cách này có nghĩa là cái đèn cũ được sản xuất ở Trung Quốc thì có giá 5 đô. À, như vậy cái cụm từ past participle phase này nó cũng giải thích cho danh từ the old lamp. Đúng không các bạn? À, như vậy cô sẽ ghi y như bên kia, giống tương tự như bên kia. Cụm quá khứ phân từ đứng sau danh từ để chỉ, để giải thích, miêu tả cho danh từ đó và bao hàm nghĩa bị động. Tại sao lại là bị động? Tại vì cái đèn cũ được làm ở Trung Quốc, được sản xuất ở Trung Quốc, đúng không các bạn? À, như vậy nó bao hàm nghĩa bị động. Rồi, cũng như vậy cô các bạn hãy nhìn vào bài tập số 2 ở cũng ở phần Language Focus ở trang 109. Cô cũng sẽ tả một vài cái vật ở trong tranh. Ví dụ cô nhìn vào tranh, cô sẽ thấy flower. À, flower. Như vậy cô sẽ làm một câu. The flowers. À, chữ ở đây trong sách người ta sẽ cho mình chữ wrap, wrap. À, như vậy các bạn sẽ dùng chữ wrap này, các bạn sẽ thêm ed vào. Mình sẽ có the flower wrapped in yellow paper are $1. Những cái bông hoa mà được gói trong cái giấy màu vàng thì có giá 1 đô. Rõ ràng ở đây động từ người ta cho là động từ nguyên mẫu, động từ hiện tại. À, nhưng mà mình phải tự động thêm double be vào và thêm ed vào. Được chưa? Để nó giải thích miêu tả cho cái danh từ đứng trước nó. Rồi, tương tự, cô sẽ có ví dụ thứ hai. Cô sẽ tả những cái món đồ chơi con thú nằm trong cái hộp, các bạn thấy không nào? Như vậy là the toy animals. Ở đây người ta không cho chữ kept mà người ta cho chữ keep in. Thì ở đây các bạn cũng tự động các bạn sẽ biết rằng kept là động từ bất quy tắc in regular verb cho nên các bạn sẽ chuyển nó về cột số số 3 kept. À, như vậy cô sẽ có câu hoàn chỉnh. The toy animal kept in the cardboard box are $10. Rõ chưa nè? Rồi,
Như vậy hai cái phần này các bạn sẽ coi lại ha, hiện tại phần từ và quá khứ phần từ. Tiếp tục, cô sẽ qua điểm ngữ pháp thứ hai trong bài là cách sử dụng my trong một cái lời yêu cầu, use my in request. Để dễ hiểu, cô cũng cho một ví dụ như sau. Câu đầu tiên cô cho, do you mind closing the door? Bạn vui lòng đóng giùm tôi cái cửa. Và câu thứ hai của cô, would you mind opening the window? Bạn cũng vui lòng mở giùm tôi cái cửa sổ ra. Như vậy, hai câu này đều là câu yêu cầu người khác làm giùm mình. Đúng không các bạn? Như vậy, khi cô dùng do you mind hoặc would you mind, cô cũng dùng verb in closing và opening. Các bạn thấy không? Như vậy, rút ra công thức rằng do you mind hoặc là would you mind, cô có thể cộng với verb in. Nó sẽ mang nghĩa yêu cầu ai làm việc gì đó giùm mình. Bạn có phiền không? Được chưa? Rồi cũng tương tự một cách dùng mind khác, nhưng mà các bạn sẽ nhìn vào ví dụ này nhé. Do you mind if I take a photo? Một câu nữa, would you mind if I took a photo? Hai câu này đều là nghĩa bạn có phiền nếu tôi chụp một tấm ảnh hay không? Nhưng ở đây nếu cô dùng do thì động từ của cô sẽ là động từ hiện tại nguyên mẫu. Còn khi cô dùng would thì ở đằng sau if I cô sẽ dùng động từ ở quá khứ. Nếu động từ có quy tắc thì động từ đó sẽ thêm ed. Còn động từ bất quy tắc thì các bạn sẽ chuyển nó về cột số số 2. Ví dụ trong câu này thì chữ take là động từ có bất quy tắc cho nên cô sẽ chuyển nó về cột 2 là took. Đúng không bạn? Hai câu này cùng nghĩa với nhau nhưng cách sử dụng cấu trúc thì nó khác nhau. Như vậy cô sẽ rút ra một điều. Do you mind if I thì các bạn sẽ cộng với verb nguyên mẫu. Còn đối với would you mind if I thì các bạn sẽ cộng với VED hoặc là V2. Và lưu ý trường hợp này là trường hợp gì? Trường hợp này là trường hợp mình làm gì các bạn? Mình xin phép được làm một cái gì đó, đúng không các bạn? Nó khác với cái trường hợp trên. Cô nhắc lại. Như vậy các bạn có thể ghi vào để tránh cái sự nhầm lẫn. Trường hợp thứ nhất, do you mind, would you mind cộng verb in là yêu cầu người khác làm giùm mình. Còn đối với trường hợp thứ hai, do you mind if I cộng verb không, verb nguyên mẫu, hoặc would you mind if I cộng verb ed hoặc là verb 2 thì ngược lại, mình xin phép được tự mình làm. Nó khác nhau hoàn toàn các bạn nhé. Tuy nhiên, hai cái câu dạng câu hỏi này đều có những câu đáp trả. Như vậy, cô sẽ cho các bạn cái bảng đáp trả lại như thế nào. Cái bảng này cũng có trong sách giáo khoa, nhưng ở đây cô sẽ đưa lên cho các bạn dễ quan sát. Một bên là agree, một bên là disagree. Một bên là đồng ý và một bên là không đồng ý. Như vậy, đồng ý nếu lời yêu cầu hoặc lời đề nghị mà được đồng ý thì mình sẽ có những câu no, I don't mind. Không, tôi không phiền đâu. No, of course not. Không, tất nhiên là không rồi. Not at all. Please do. Please go ahead. Được, làm đi. Như vậy tất cả những câu này trả lời, đáp trả lời một cách rất lịch sự. Còn đối với những khi mà mình không đồng ý thì mình sẽ có những câu như sau. I'm sorry, I can't. Tôi xin lỗi, bạn không thể làm. Hoặc là I'm sorry, that is not possible. Tôi xin lỗi, điều đó không thể làm. Không thể. I would prefer you didn't. I would rather you didn't. Tôi nghĩ là bạn đừng làm thì tốt hơn. Rồi, như vậy cái bản này thì cô đề nghị các bạn nên học thuộc. Nên học thuộc nhé. Nên học thuộc nha các bạn. Rồi, như vậy các bạn đã nắm được không? Ở trong bài 11 chỉ có hai phần ngữ pháp thôi, đó là hiện tại phần từ, quá khứ phần từ và mai. Rồi bây giờ sẽ qua phần bài tập để củng cố lại coi nãy giờ chúng ta sẽ học được gì nè.
Rồi, bài tập cô sẽ có một câu như sau. Đây là một dạng bài tập mà các bạn thường gặp ở những cái bài kiểm tra là dạng rewrite cho một câu viết lại một câu khác. À, hoặc là cho hai câu viết lại thành một câu rút gọn. À, nhưng không đổi nghĩa. Rewrite. Rồi, ở đây cô có câu số 1, number 1. I don't understand the words they are written on the envelope. Tôi không hiểu những cái từ này. Chúng được viết trên cái bao thư. Như vậy ở đây con thấy nè, cái câu này là hai câu đúng không bạn? Như vậy bây giờ cô sẽ rút gọn lại như thế này. I don't understand the words. À, cô bỏ đây A luôn. Written on the envelope. Tôi không hiểu những cái từ mình được viết trên cái bao thư. À, nó ngắn hơn không các bạn? À, written là cột số 3, bổ nghĩa cho danh từ the words. Rồi, ví dụ thứ hai, number 2. Do you know the woman? The woman is talking to Tom. Nó lại là hai câu, một câu hỏi và một câu trả lời. À, nhưng mà bây giờ ở đây cô cũng rút gọn lại luôn như thế này. Do you know the woman talking to Tom? Nó ngắn hơn không các bạn? À, bạn có biết cái người phụ nữ đang nói chuyện với Tom không? À, nghĩa vẫn giữ nguyên đúng không các bạn? Đúng không? Như vậy, talking là verb in. Nó sẽ bổ nghĩa cho, nó sẽ miêu tả, nó sẽ giải thích cho the woman. Mà the woman là chủ động, đúng chưa? Rồi, ví dụ thứ ba. The girl is my younger sister. She wearing a pink dress. Người con gái là em của tôi. Cô ta đang mặc một cái đầm màu màu hồng. Như vậy, hai câu này cô sẽ viết lại như thế này. The girl wearing a pink dress is my younger sister. Người con gái nào? Người con gái đang mặc chiếc áo đầm màu hồng là em của tôi. Quá rõ nghĩa và cái câu nó cũng được rút gọn bớt các bạn nhé. À, wearing. Number 4. The flowers are from Đà Lạt. They are sold in those flower shops. Những bông hoa mà được đem đến từ Đà Lạt á, thì chúng được bán ở những cái cửa hàng bán hoa đó. Như vậy cô cũng tương tự làm như thế này. The flower shop in those shop. À, ở đây cô thiếu chữ flower nha các bạn. The flower shop in the flower shop. À, cô sẽ đem cụm từ are from Đà Lạt ra đằng sau. Are from Đà Lạt. Những bông hoa được bán ở cửa hàng bán hoa đó là đến từ Đà Lạt. Ha. Và dạng my thì cô sẽ có những câu như sau đây. Ví dụ, may I turn off the television? Câu này là câu đề nghị tôi muốn tắt cái TV. May I turn off the TV? Tôi có thể tắt cái TV không? Như vậy là ai làm? À, tôi làm thì tôi sẽ có cái dạng nào đây nè? À, do you mind if I? À, hoặc là would you mind if I? Như vậy cô sẽ có hai câu thế này. Một, do you mind if I? Thì cô sẽ dùng I turn nguyên mẫu, cô dùng nguyên turn off the TV. Còn đối với would you mind if I thì chữ turn cô phải thêm chữ ed, turned. Ha, would you mind if I turned off the TV? Turned, right? Các bạn có hiểu ở đây không nè? À, cho dạng nào thì đổi tương ứng với dạng đó. Rồi dạng cuối cùng cũng là dạng mai như thế này. Please turn the music down. Làm ơn vui lòng vặn nhỏ cái nhạc lại. Như vậy thì ở đây là mình nhờ người ta vặn nhỏ cái nhạc lại đúng không bạn? Như vậy nhờ người ta thì mình cũng có hai trường hợp. Một là do you mind, hai là would you mind. Nhưng mà cả hai trường hợp này đều cộng với gì? Verb in là turning. Các bạn dùng do you mind turning cũng được, hoặc would you mind turning cũng được. Ha. Rồi, the music down viết lại. Được không các bạn? Đây là những dạng bài tập mà các bạn thường gặp ở cái phần unit 11. À, tuần sau cô sẽ cho các bạn một số dạng bài tập về nội dung từ vựng và ngữ pháp của bài 11 này. Các bạn có thể làm tại nhà. Chúc các bạn làm bài tập thật tốt và hiệu quả nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem video này.